xem mình hút pho thịt đứa rồi. cà lúc chi lê ta lúc bờ lê ta mày muốn pho mà khi đứa thịt tiêu thông à mẹ bao nè nè nó chả lui lui á thì mà nó chửi mà nó có tu xuyên cho ấy cho dùng đồ nữa thông à mẹ bao nè nè mày muốn pho khi đứa à mà nó ăn thao kinh đứa mẹ chú chị đâu chú chú chị đâu nó bỏ lúc bắt tư rồi xe nó bố mì nó tàm mà nó yêu xì con chê chú con chê chó mô xì ơn mà xì xe nó bỏ lúc bé cái lùa đặc áp bè có chín chai đó có chín chai chơi đó chín chai chơi đó nhưng mà những muốn thao kinh đứa đi cái đứa thằng lơ cái nãy một số bộ miền đó ta chị nên sản lọc qua dù cho nên lọc đó lọc qua dù vậy cho nên phải nói nhóc cái thằng này chỉ tôi xả bài nên phải xả xin nha nên xả xin nó là gì nữa chứ nó chơi xin đi tìm một cái thế anh lọc cái cà phê nó đỡ tên nó mà chứ sợ đỡ tên tu nó anh ấy đốt lửa nó non chạy cửa mà sợ đỡ tên nó nhá tớ cười á tớ khí á tớ cười á tớ khí á tớ cười á tớ khí sâu sâu chứ mà chị chạy nó mất cửa đó để tên là khí tớ sâu chứ mà chị đã mất cửa đó đưa ui in đưa phơ ui in đưa em ăn căng gà kìa mà thế à cái đưa ăn rồi ít như căng gà cho nhớ để trong nhà nó rất chân gà đồ trong nó nhớ hồi xưa nó là nó chỉ qua cả dưới chân nó mùi nó mùi nướng cái này mùi cái đưa đỡ chị hồi hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.